Vâng, kính chào quý vị khán giả. Ai đi du lịch thì cũng sẽ tìm những nơi có bối cảnh sạch đẹp để chụp ảnh. Và tôi thì cũng vậy thôi. Nhưng mà có nhiều khi chụp được một bức ảnh đẹp ở khung cảnh mình thích thì cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà trong hình ảnh mà quý vị vừa xem ấy ạ, khung cảnh thì đẹp nhưng mà ngay dưới chân khách thì lại là rác. Ở bất cứ nơi nào tập trung đông du khách thì rác lại chính là thách thức đối với chính quyền và người dân địa phương. Và tháng 8 năm nay thì tạp chí Travel Leisure đã xếp hạng Phú Quốc ở vị trí 14 trên 25 hòn đảo hàng đầu thế giới. Thế nhưng ngay dưới bài báo đăng tải thông tin này thì một số người dùng mạng xã hội, đặc biệt là các du khách quốc tế, chấm điểm trừ cho Phú Quốc vì nhiều rác. Và tôi xin được trích một số bình luận như sau. Đã ở đó cuối tuần trước, khách sạn thì tuyệt vời nhưng mà bãi biển của họ thì kinh khủng, toàn là rác. Việt Nam cần thắt chặt vấn đề rác thải của mình. Thật đau lòng khi thấy một đất nước xinh đẹp như vậy lại quá nhiều rác. Đáng buồn, câu chuyện này không chỉ diễn ra ở Phú Quốc mà còn tại rất nhiều các địa phương khác. Đây là một côn đảo ít người được nhìn thấy. Rác răng răng trên các cành cây rừng ngập mặn, ẩn sâu trong lớp than bùn và trên những vỉa đá cổ. Tất cả những nơi chưa kịp dọn, chỉ sau một vài đợt sóng là vô vàn rác. Cụ thể ở phường Quốc gia Côn Đảo thì ngay cái bãi bờ đập này là cái bãi biển mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất của rác thải nhựa đại dương. Cụ thể vào mùa gió trước, khi hướng gió từ phía Bắc thổi vào thì đồng thời sẽ mang theo rất nhiều rác thải nhựa. Thì thành phần rác thải nhựa trôi dạt vào các bãi biển ở phường Quốc gia Côn Đảo chủ yếu là các rác thải nhựa từ các cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản ngoài biển. Còn đây là Lý Sơn, một trong những điểm check-in biển đảo nhiều nhất mùa hè vừa qua. Chợ cá nhộn nhịp, bãi biển hay bến neo đậu tàu thuyền, thứ dễ tìm nhất, không xa lạ, đó là rác. Rác thải thì các người Thái Bình Dương, đó, cái mùa búa lụt thì nó tấp cho đây rất là nhiều. Mỗi ngày ít nhất có 5 tấn rác ở hòn đảo này không được xử lý. Nó có thể nằm đâu đó trong bãi rác, nhưng cũng không loại trừ quay trở lại với biển khơi mênh mông. Khoảng 3 năm về trước thì nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng, nghệ danh là Hùng Lê Kima thì đã thực hiện cuộc hành trình 7.000 ngày đi xuyên Việt để săn rác. Và trong những bức ảnh này, rác xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên đất liền, trên biển, đặc biệt là ở những điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam như là Phú Yên, này, Huế, Nha Trang, Hải Phòng hay là Thanh Hóa. Nơi nào càng nhiều khách du lịch thì xác suất mà để cho rác thải nhựa hoặc là nói riêng và rác thải nói chung ra rất là nhiều. Vì là cái khách du lịch ở mình ấy thì cũng có rất nhiều các nấc bậc văn hóa khác nhau, nhiều nơi mà kiểu cứ khách du lịch mà đi qua hoặc là ngày lễ ngày Tết thì thôi, để lại một chiến trường toàn là rác, toàn là những cái đồ mà nhựa sử dụng một lần ấy, nó rất là khó phân hủy. Từ những cái vỏ kẹo, vỏ bánh, chai nước, túi ni lông, ống hút, cốc nhựa, nhiều khi là mọi người cứ tiện tay rồi vứt. Nó cần phải một thời gian dài để thay đổi cái ý thức và từ đó mới thay đổi cái hành động của họ. Vâng, có người lý giải hành vi xả rác bừa bãi ra nơi công cộng là do các địa phương chưa bố trí đủ thùng rác ở các nơi. Và đây cũng là một trong những vấn đề mà các địa phương cần phải lưu ý. Nhưng mà như quý vị thấy trong bức ảnh này ạ, người ta xả rác ngay dưới chân thùng rác, ngay bên biển, cấm đổ rác. Giữ sạch sẽ cho bản thân mà xả rác ra nơi công cộng biểu thị hành vi ứng xử thiếu văn hóa, kém hiểu biết. Và ở Nhật Bản thì khách du lịch họ đều chuẩn bị cho mình những chiếc túi cá nhân để mang rác trở về sau mỗi chuyến đi, giúp du lịch mà không xả rác. Du lịch xả stress không xả rác là tiêu chí của nhóm những người yêu xê dịch này. Mỗi cuối tuần, họ thu xếp thời gian để chinh phục một ngọn núi cao của Việt Nam. Và điều quan trọng nhất là du lịch không rác thải. Mình đặt tên nhóm là Bàn Chân Xanh, là leo núi không xả rác. Mọi người dù mệt mỏi đến đâu, chai nước, túi ni lông hay là vỏ kẹo cũng phải đúc vào túi, mang đến nơi để xử lý. Nhưng mà cái quan trọng ấy mà để không chỉ là xử lý cái bề nổi của vấn đề, mà quan trọng chính là đầu tiên ấy, phải nghĩ cách để giảm thải rác thải đã. Như là mình đi đâu du lịch ấy, là mình mang theo bàn chải, kem đánh răng, mình có bình nước cá nhân của mình. Thế thì khi đó mình sẽ không phải dùng những cái bàn chải, kem đánh răng sử dụng một lần, nó thành thói quen thôi.
tự dưng khi mình phải nghĩ trong đầu là cái quan trọng đầu tiên là mình phải giảm thải đã, chứ còn nó đã thải ra rồi xong người ta lại phải mất công xử lý thì nó lại là một vấn đề khác. Núi là phải có đỉnh, nhà là phải có nóc. Ai mang rác lên núi lại mang về xứng đáng có 10 người yêu là hai trong số những thông điệp vui mà Bàn Chân Xanh để lại trên những con đường đã đi qua sau khi chứng kiến những đỉnh núi trở thành những đỉnh rác. Không chỉ dừng lại ở du lịch không rác thải, để lại thông điệp bảo vệ môi trường, nhóm còn mang thùng rác lên núi với mong muốn các khách du lịch đến sau sẽ bỏ rác đúng nơi quy định. Mỗi một chuyến đi mình tiếp xúc với 10, 20 người, xong rồi thì mình nghĩ rằng là những 10, 20 người ấy lại chia sẻ lại những cái người thân khác, xong họ quen biết, xong rồi sẽ dần dần ra, mình nghĩ rằng là cứ như vậy chứ không cần phải là đào to bùa lớn gì. Hiện tại Bàn Chân Xanh đã để lại dấu chân tại 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Sau hành trình lên núi sẽ là xuống biển để tiếp tục lan tỏa một thói quen mới cho những du khách, đó là đi du lịch không rác thải. Từ du lịch không rác thải đến những hành động lan tỏa lối sống văn minh này đến đông đảo du khách. Và điều này đã cho thấy là nhận thức của xã hội bắt đầu có sự chuyển biến. Mới đây thì do ảnh hưởng của bão số 4, nước lũ mang theo nhiều loại rác từ thượng nguồn tràn về Hội An, Quảng Nam. Khi mà nước rút đi thì chính quyền và người dân Hội An đã tất bật dọn rác. Nhiều du khách nước ngoài đã không ngại xắn tay áo lên để giúp cho bà con. Bạn sẽ mang theo gì khi đi du lịch? Máy ảnh để chụp lại cảnh đẹp ư? Hay quần áo thật hợp ngoại cảnh? Nếu chỉ có vậy thì đơn giản quá. Hành trang của hai chàng trai này còn có hai chiếc xẻng. Tụi mình nghĩ là cái việc đi du lịch mà tạo ra một giá trị cộng đồng là một điều khá là khó khăn. Tại vì khó cho nên tụi mình muốn làm. Và vì thế tụi mình đã quyết định là tạm ngừng cái công việc tạo toàn thời gian và chuyển sang làm việc tại nhà, làm việc từ xa. Tụi mình đã phải mất 2 năm để chuẩn bị kế hoạch, tài chính và sức khỏe để làm được điều đó. Hơn 500 cây xanh đã được hai bạn trẻ trồng trên khắp 63 tỉnh thành của đất nước. Tại mỗi điểm đến, ngoài các giống cây bản địa, Tuấn và Tân cũng bổ sung thêm các giống cây khác do hai bạn tự mua và mang đến. Còn những người bạn này đi biển để lặn ngắm san hô ư? Không, hành trình tour ba đảo của họ không thể thiếu việc mang về những bao tải rác. Cô Tô là nơi vẫn còn rất hoang sơ và cảnh đẹp tự nhiên, nhưng vẫn có rác thải ở dưới cát và xung quanh đảo. Vì vậy, mỗi người chung tay một chút nhặt rác thì rất là tốt. Mình còn nghĩ là các cái tour ba đảo này thì thực ra thì lên kèm, thực ra mỗi một tour đấy thì lên kèm nhặt rác đấy đi. Thực ra thì tự nguyện thì khách chắc chắn là sẽ tự nguyện nhặt thôi, vui vẻ mà. Không lấy đi cái gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân. Giờ đây với trách nhiệm của mình, những du khách như thế này để lại những mảnh đất họ đã đi qua một màu xanh, sạch. Và tất nhiên là cũng lấy đi sự thương nhớ của những người dân ở chính những mảnh đất này. Mang thay đổi nhận thức xã hội về du lịch không rác thải không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng mà bạn thì có thể chọn thay đổi hành động của mình ngay ngày hôm nay trong mỗi bước chân.